Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Trong chapter 1111 mới nhất, chúng ta đã thấy cấp độ sức mạnh của đội ngũ quyền lực nhất chính phủ thế giới là Ngũ Lão Tinh. Sau khi Thánh Mars và Thánh Wakiri thể hiện Haki Báo Vương, có lẽ chỉ Thánh Saturn khiến độc giả hơi lấn cấn, còn Thánh Venus Asuzero và Thánh Jupiter chắc chắn cũng sở hữu loại Haki này. Nói không quá thì chẳng có Lão Tinh nào dưới cờ đô đốc, hiển nhiên bất kỳ ai trong số họ cũng đủ khả năng hạ đo ván Number 2 bằng Tứ Hoàng. Nếu đem so với bốn vị vua của tân thế giới trừ Bucky ra, mình nhận định rằng hai Lão Tinh đứng đầu hoàn toàn có thể ở tầm cỡ Tứ Hoàng với năng lực Haki cấp cao và doanh thần thoại thức tỉnh. Kaido đã là hải tặc mạnh nhất sau thời Dâu Trắng, vậy mà ông ta thậm chí còn chưa thức tỉnh được trái Thanh Long, nghĩa là nếu Jupiter có Haki tương đương một Tứ Hoàng, ông ta còn mạnh hơn cả Kaido. Một chuyện tưởng chừng vô lý nhưng hoàn toàn có thể xảy ra, bởi dù sao Thánh Jupiter cũng là kẻ quyền lực nhất chính phủ, chỉ đứng sau Imu. Có như vậy họ mới tự tin ra quân đội, các công nghệ tối tân nhất như Seraphim, Pacifista vào tay Thủy Sư Đốc cùng các đô đốc hải quân. Mình đang đánh giá rất cao Jupiter dù ông ta chưa hề thể hiện quá nhiều, nhưng Luffy đã hạ được Kaido trên đỉnh cao, tuy vậy thì Kaido lại chưa đạt đến mức hoàn hảo. Vậy thì đối thủ kế tiếp dĩ nhiên sẽ hoàn hảo hơn. Ngoài Haki còn thêm trái quỷ đã thức tỉnh, còn bốn Lão Tinh kia mặc dù Haki kém hơn, Solo không ăn được với Tứ Hoàng, nhưng bù lại thì đánh mãi không bị thương, khiến cuộc đào tẩu của băng bộ sơm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cũng may vào thời điểm then chốt, một người bạn cũ của Tremor đã xuất hiện. Liệu con robot cổ đại có thể giúp họ chạy trốn hay không? Thì hãy cùng Chuyện Tổng Hợp dự đoán một chút về chapter 1112 kế tiếp nhé. Đầu tiên hãy nói về phe hải quân trước, mang tiếng thanh gươm của chính phủ thế giới, nhưng có cảm giác hải quân ở Egghead giống phe thứ ba hơn. Kể từ lúc Kizaru bị Luffy đánh bay khỏi đảo và Saturn triệu hồi bốn Lão Tinh còn lại, cuộc chiến đã biến thành Nika và những người bạn đối đầu quyền lực tối cao của chính phủ. Và trong mọi trận combat thì hành động của bên thứ ba luôn khiến cục diện đảo chiều bất ngờ. Và hiện giờ, hải quân do đô đốc Kizaru nắm quyền, việc quyết định thế nào thuộc về ông ta. Ý tứ của Trung Liêm cũng khá rõ ràng rằng, nghỉ đi, chill đi, xem chúng nó bem nhau chứ can dự vào làm gì. Lấy lý do bị thương rất sâu để được nghỉ ngơi, rõ ràng Kizaru đã có ý định từ bỏ nhiệm vụ lần này. Theo mình thì bản thân Chu Liêm cũng muốn nghe thử bí mật mà Vega Punk sắp công bố. Một người trọng tình trọng nghĩa từng rơi nước mắt trước tấm lòng cao cỏ của Kuma và nhảy múa, ăn nhậu cùng với họ không thể nào là người xấu. Cộng thêm những gì mà Saturn ép ông ta làm và chính Saturn đã làm từ đầu tới giờ thì khả năng Chu Liêm cũng cảm thấy nghi ngờ về cái gọi là công lý trong chính quyền. Vì vậy Kizaru cùng những chiến hạm ở chỗ ông ta sẽ không dồn về hướng đông bắc. Mặc dù vậy, Buster Call vẫn diễn ra cho đến khi nào Kizaru bảo dừng. Tạm thời thì có thể dự đoán lực lượng hải quân giao chiến với băng khổng lồ sẽ do 5 Ford Rock dẫn đầu. Ở chapter 1110, ta thấy Bluegrass và Don đang trên đường di chuyển tới đó hỗ trợ, khả năng cao chừng sau sẽ đến nơi. 3 Ford Rock khác gồm Pomsky, Guillotine và Red King thì đã tới trước trận đầu nhóm Bonnie, nhưng sẽ không có chuyện chia cặp solo nào hết mà cần nhanh chóng loại bỏ chướng ngại vật để ra khơi. Do đó, anh chàng khổng lồ được giao nhiệm vụ hộ tống có thể gọi 500 anh em qua hỗ trợ. Với họ thì chỉ cần vài bước chân là có mặt rồi. Tuy hai thuyền trưởng vắng mặt nhưng Oemo, Kashi và những người khác đều không dễ chơi. Hơn nữa còn có Frankie, ba Ford Dog muốn chạm vào Bonnie e rằng không thể vì Kuma cũng đi cùng họ. Trông thì có vẻ đang ngừng hoạt động nhưng mỗi khi con gái gặp nguy hiểm thì nhân tính của ông lại trỗi dậy. Mình không nghĩ ba Ford Dog hợp sức lại có khả năng làm đối thủ của Kuma. Vấn đề đáng lo ngại hơn là Thánh Nasuzero, kẻ đang tiến về phía họ với tốc độ bàn thờ. Khi ông ta đến nơi cũng là lúc con Pacifista cuối cùng ngã xuống. Nhiệm vụ của Thánh Venus rất rõ ràng, trừ khử cha con Kuma và đoạt lại Pacifista. Ở đây có ai đủ sức chặn Venus Nasuzero hay không? Không có, Sanji mới đi được nửa đường. Nhưng với Haki quan sát siêu hạng, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được một con quái vật đang lao tới cực nhanh. Đó là lúc Sanji tăng tốc. Nếu anh chậm hơn hắn, Bonnie và mọi người sẽ mất mạng. Mà so tốc độ thì anh hai mình chẳng thua ai. Cuộc chiến này tương đối lệch, nhưng mình tin là Sanji có thể lo liệu, chỉ ít cũng ngăn Venus Nasuzero làm hại những người khác. Câu giờ cho họ đưa nốt tiến sĩ Vegapunk rút về tàu. Mọi người lên tàu ra khơi trước, còn anh sẽ ở lại, cố gắng mang theo một số Pacifista để đánh chặn. Mà rõ ràng là Bonnie cần gọi vài con lên tàu cùng, khiến bong bóng của chúng có thể cản được đại bác, giúp chiến hạm khổng lồ bình yên vô vọng. Và tia laser dùng để tấn công, đánh chặn từ xa với các tàu truy kích. Ngay cả Don và Bluegrass cũng sẽ không dám mạo hiểm đuổi theo, lờ ngỡ ăn đạn là xuống chơi với Hải Vương ngay. Ra khơi thành công coi như họ an toàn được 50%, chiêu thức uy quốc của người khổng lồ rất đáng sợ khi giao tranh trên biển nổ ra. Về phía Sanji, anh không thể đi khi Luffy chưa quay lại, chính anh cũng bảo mọi người phải chạy trước mà không cần đợi. Cho nên tạm thời anh sẽ chặn Thánh Venus Nasuzero cho họ rút trước, còn con robot khổng lồ thì làm gì đây?
chắc hẳn nhiều bạn cũng thắc mắc vì sao nó được phát hiện ở hướng Đông Bắc mà mình lại không nhắc tới vai trò của nó. Vậy thì đây, lúc này người máy cổ đại sẽ làm điều mà nó muốn, nó sẽ đi tìm Joy Boy. Tiếp tục phần cuối chương 1111, con robot nói rằng: "Tôi xin lỗi Joy Boy, nhưng tôi phải giết anh ngay tại đây. Tôi muốn trở thành Thiên Long Robot." Thế này thì đố bạn rồi. Theo nguồn tin uy tín từ lều báo, thì trận quyết chiến giữa Liên minh 20 gia tộc với Vương quốc cổ đại đã bị hủy. Do đồng minh của Vương quốc này team nào cũng có kẻ bán độ, chính vì thế mà Joy Boy một mình cô độc nên mới thất bại. Đó là lều báo nói thế, chứ không phải mình là mình nói. Chuyện tổng hợp dự đoán rằng con robot sẽ mở đường cho Luffy cùng hai ông khổng lồ. Khu rừng ở chỗ họ có vẻ vẫn xanh tươi, đơn giản là Ngô Lão Tinh ở đó nên hải quân không dám bắn bừa, còn lại lửa cháy ngút trời, gần như không có đường để đi nữa. Cho nên cần ai đó mở đường. Con robot này được hải quân mô tả trông giống như vị thần đứng giữa hỏa ngục, lửa không có tác dụng gì với nó, hiển nhiên nó sẽ giúp nhóm Luffy thoát khỏi khu rừng dễ dàng. Đương nhiên bà lão tinh kia cũng chẳng chịu ngồi yên, hồi phục một cái họ sẽ đuổi theo ngay. Saturn chắc chắn sẽ rút kinh nguyệt, không dại dột bắn bóng độc nữa, kẻo lại ăn phản đam. Mà để ý mới thấy chiêu khóa cơ động không được Saturn thi triển lên ba người họ, xem ra nó không có tác dụng với Luffy và hai người khổng lồ. Wakiri cũng hiểu gào giống là vô ích, chẳng kẻ nào ảnh hưởng bởi bá khí của lão ta. Vậy thì chỉ còn Jupiter, kẻ biết thuận đột thổ di chuyển dưới lòng đất, chưa chắc nhanh hơn chạy trên mặt đất, nhưng vừa tránh được lửa vừa gây bất ngờ cho đối phương. Hơn nữa Jupiter có thể đào vài cái hố để bẫy người khổng lồ lọt chân vào. Với kích thước của người khổng lồ thì mặt đất không đủ cứng thì họ sẽ đạp thủng khi chạy rồi rơi xuống hố. Bằng hữu mắc kẹt, đương nhiên Luffy phải ở lại, vậy là giữ chân được cậu ta rồi. Chứ Luffy mà muốn chạy thì có mà rời cản. So ra thì chỗ Luffy cần có robot hỗ trợ hơn bến cảng, Sanji vẫn đủ khả năng giữ chân ra Zoro, chứ bên kia tận bà lão tinh thì hơi khó. Chuyển cảnh tới tầng thí nghiệm, nơi Brook khiến hội xương con của ông thất vọng khi hủy tất cả các show đã book trước đó, tuyên bố giải tán ban nhạc Shocking. Brook chia sẻ rằng: "Mình cũng muốn diễn nốt những show đã hứa, nhưng sức khỏe tinh thần thực sự không đảm bảo, vừa suýt lao đầu vào rào chắn lại bị yêu quái đuổi tới nơi. Mình sẽ diễn bù cho mọi người sau khi thoát khỏi Egghead nhé. Trong lúc chờ đợi thì mọi người có thể biểu diễn bất cứ bài nào do mình viết, kể cả có mục đích thương mại. Không cần ăn chia, không cần xin phép, tùy tâm ủng hộ." Hiện tại Brook còn bận lo chạy thoát thân, không còn tâm trí đâu mà hát với hò nữa. Nhóm của ông cơ bản đã xong khâu chuẩn bị, chỉ còn đợi Jinbe mang Zoro về. Nhưng tới đây lại xuất hiện hai vấn đề. Thứ nhất là Edison tắt vòm laser bằng cách nào? Liệu có thiết bị ngắt vòm cực từ xa mà không cần quay lại phòng điều khiển hay không đây? Khả năng là có, hoặc nó được lập trình để tự động tắt sau khoảng một thời gian. Về các bạn đã tính toán trước họ cần bao lâu để chuẩn bị và thiết lập chương trình cho vòm cực. Với năng lực IT có bác học vĩ đại nhất thế giới thì Vegapunk hoàn toàn làm được điều đó. Nhưng vấn đề thứ hai nghiêm trọng hơn, Thánh Ma đã tìm tới Chalk và đang hỏi đường đến căn phòng phát sóng. Ở chương 1111, do quá sợ hãi nên Chalk chỉ biết khóc chứ chẳng nghe thấy Ma nói gì. Giả sử ông ta giải trừ hình dạng ai chứ Ma Đê, Chalk sẽ bình tĩnh lại và dẫn Thánh Ma đi. Tuy nhiên ngay khi lên đảo, Saturn đã biến hình, các lão tinh còn lại cũng thế, có vẻ họ không thích xuất hiện trước mặt nhân loại dưới hình dạng con người. Mà vẫn có cách khiến Chalk phun ra tất cả những gì mà cô ải biết. Chalk vẫn còn giá trị nên cũng được thả chết. Khi cô ta được thả ra, vấn đề thứ ba sẽ đến như một hệ quả tất yếu. Chalk không có năng lực chiến đấu nên ngay từ đầu cô ta đã khôn ngoan chiếm quyền điều khiển Seraphim. Sau khi chỉ đường cho Ma, mình đoán Chalk sẽ đi tìm kiếm sự bảo vệ từ 4 Seraphim đang bị nhốt dưới tầng hầm. Đầu chương 1111, Rob Ruxy báo cáo còn 6 phút nữa sẽ đến buổi diễn thuyết của Vegapunk. Song gần ấy diễn biến ở chapter 1111, thời gian đếm ngược chắc chỉ còn lại khoảng chừng là 5 phút. Ai cũng cần nhanh chân hơn, mà cũng vậy, nếu ông ta kịp xóa đoạn băng chuyến này thì coi như công cốc. Chính phủ thế giới vẫn che giấu được bí mật, còn Vegapunk tạo phản bất thành. Có điều Oda nghỉ 3 tuần không đơn giản chỉ để kiểm tra sức khỏe. Bác nói mình muốn suy nghĩ thêm một chút xem One Piece thực sự là gì. Đó là dấu hiệu cho thấy Oda sẽ công bố bí mật này, nó liên quan tới One Piece và lịch sử trống. Nhưng không thể tiết lộ hết sạch được, vậy mới cần suy nghĩ xem nên để Vegapunk nói những gì, tiết lộ tới đâu. Mình đoán tiến sĩ Vegapunk sẽ không để ai đó xóa được video. Ngay từ đầu Sokka đã lên kế hoạch hack vào hệ thống Dedemushi của Hải quân. Virus khiến khiến Hải quân không thể lấy lại quyền kiểm soát mạng lưới thông tin liên lạc. Chưa hết, Sokka còn tính toán thời gian đủ để Hải quân vô hiệu hóa toàn bộ Dedemushi, nên mới có vụ 10 phút chuẩn bị. Vậy thì Sokka cũng phải tính toán đến trường hợp có kẻ phá đám, muốn dừng đoạn băng và xóa nó đi. Chắc chắn các Vegapunk đã lập trình để không ai có thể tắt được. Cách duy nhất Thánh Ma có thể làm đó là phá hủy căn phòng,
Vậy thì ai sẽ ra tay với Mars và Jock đây? Nếu không ngăn cản Ma lại, Jock và Seraphim được tự do thì họ khó thoát, chưa kể Mars còn phá hỏng buổi phát sóng của Vegapunk. Lúc này, mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Zero, cũng may anh không có thương tích gì sau mấy trận đấu với Roroxy, lối thoát nằm ở cửa sau phòng thí nghiệm mà Zero với Luxy đánh nhau ở mặt trước. Anh và Jinbe sẽ chạy ngang qua đây. Bằng kinh nghiệm và óc phán đoán của mình, có lẽ Jinbe biết mục đích của con yêu quái kia, biết luôn chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đạt được mục đích. Mình đoán Jinbe sẽ nói điều tương tự Sanji, bảo Nami hãy đưa mọi người đi trước. Mình nghĩ chúng ta không thể bỏ chạy được nữa, mình và Zoro sẽ ở lại đây, mình hứa sẽ trông chừng cậu ta và đuổi theo mọi người sau. Với sự trợ giúp từ Jinbe, Zoro khỏi lo bị lạc, ông sẽ cho anh biết cần làm gì. Họ chỉ cần câu giờ để mọi người thoát ra biển và Vegapunk nói những gì cần nói là đủ. Còn về phần mình với Zoro, Jinbe hoàn toàn có thể ôm phản lao ra biển, nhảy từ tầng thí nghiệm xuống dưới. Zoro từng chém vào không khí tạo ra phản lực quay trở lại Onigashima, anh cũng có thể chém vài phát để đẩy cả hai bay xuống biển khi nhảy. Đại dương là lãnh địa của người cá, tốc độ bơi của Jinbe nhanh gấp mấy lần tàu chiến, muốn đuổi theo mọi người không khó, nếu cả hai không ở lại mới gọi là khóa thoát. Theo ý kiến của mình thì Jinbe sẽ vô hiệu hóa Jock, còn Zoro chặn thánh Mars. Jock rất yếu, giải quyết cô ta xong, hai người hợp sức là đủ để đẩy Mars ra khỏi phòng thí nghiệm. Kaku vẫn bị xích, Roroxy thì mất khả năng chiến đấu. Trong phòng thí nghiệm vẫn còn một nhân tố khác thuộc phe ta là Stussy. Không thấy cô nàng đi cùng nhóm Nami nên mình đoán Stussy đang dưỡng thương trong phòng thí nghiệm. À không, mình quên mất, phải là Stussy tình nguyện ở lại đợi để tắt vòng cực, suýt nữa thì quên mất vụ này. Stussy chịu ơn của Vegapunk, cô ta sẵn lòng hy sinh khi mọi người hô xuất phát, Stussy sẽ tắt vòng cực cho họ nhảy, sau đó lại bật lên nhốt tất cả những kẻ truy sát ở bên trong. Làm vậy thì cô có thể mất mạng, nhưng miễn là Vegapunk được an toàn thì không hề gì. Vấn đề là thánh ma đã tới thì khả năng lão ta sẽ giết kẻ phản bội trước tiên. Có lẽ anh em nghĩ ngần ấy diễn biến là quá nhiều cho một chương truyện, nhưng nhịp độ trong 3 chapter gần nhất đều rất nhanh, các diễn biến dồn dập khi 10 phút đếm ngược chỉ còn một nửa. Nên như vậy không hề nhiều, mỗi cảnh chỉ cần vài khung tranh hoặc cả trang truyện là đủ rồi, chủ yếu chuyển cảnh liên tục chứ không có trận đấu nào cần tập trung hoàn toàn. Và đó là một vài nhận định của mình, cảm ơn anh em đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.